Liên Khoa xin kính chào tất cả anh em và chúc tất cả anh em một ngày mới tốt lành. Thì vào giờ này thì cũng đã khuya lắm rồi nha. Thì vợ con cũng đã ngủ say ngon giấc rồi. Thì Khôi mới tranh thủ cái thời gian này để làm một cái clip để giới thiệu với anh em những cái mặt hàng mới nhất đã có mặt tại Liên Khoa. Tại vì ban ngày á thì phải dành nhiều cái thời gian để lo cho con vì nó đang bệnh. Vợ thì đi qua làm công ty đó, cũng chia sẻ với anh em rõ ràng như vậy, nên anh em mà quan tâm những cái món nào trong cái thời gian này, rất mong là anh em sẽ là bóc điện thoại lên và alo trực tiếp, tại vì nhiều anh em nhắn tin nhưng mình không kịp trả lời, rồi anh em lại là nói mình không thiện chí, không thiện cảm, cũng như là nói chung là dùng những cái lời mà nó không có hay ho lắm. Nên nhân cái clip này thì rất mong là anh em sẽ chia sẻ được với cái khó khăn hiện tại của Lecordio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và trở lại với cái clip ngày hôm nay thì Khôi xin giới thiệu với anh em một bộ sưu tập. Trong này có 5 con Fisher nha, 5 con Fisher. Fisher là huyền thoại vì hình như ai cũng biết tới nó nha, dù là đã chơi hoặc chưa chơi, hoặc đã nghe hoặc chưa nghe thì cũng nghe tới cái tên tuổi của hãng Fisher. Một trong những là ông nội, gọi là ông gạo cội của dòng âm ly cổ mà hiện tại dân chơi audio Việt Nam rất ưa chuộng anh em nha. Thì cũng xin chia sẻ với anh em một chút ngoài lề tí là Khôi không bán nhiều Fisher, nhưng mà khi đã bán thì sẽ là những món hàng tuyển chọn để phục vụ anh em nhu cầu vừa nghe và vừa nhìn anh em nha. Rồi thì hôm nay Khôi sẽ giới thiệu lần lượt với anh em là 5 món. Trong đó có một con âm ly màu vàng, con này thì con này là âm ly đen ha. Còn lại là bốn con này là bán dẫn, và có một cái con TX100, con ở con này anh em ha. Thì con này là dòng biến thế đạo pha xuất âm anh em ha. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ đi vào từng món một để anh em cùng xem ha. Rồi cái con âm ly rất đẹp này mình sẽ nói trước đi ha. Thì đây, cái con này là con Fisher 500S anh em ha. Một trong những cái model mà mặt vàng được rất nhiều anh em ưa thích, vì cái ngoại hình đẹp, thứ hai là vì cái size lớn nha, size này size chuẩn, cũng như là cuối cùng là chất âm rất hay nha. Thì con này thì nó cũng giống như các con âm ly khác ha, đánh bóng L84 hoặc là 7189 nha. Thì và có một cái bóng nguồn, thì chi tiết hình ảnh ruột gan và test thử chất âm thì Khôi sẽ làm một cái clip sau. Còn hôm nay thì Khôi sẽ báo giới thiệu về trước để cho anh em nào chuẩn bị, anh em quan tâm xem các cái thông số trước, cũng như là tham khảo về cái mức giá để mình chuẩn bị kinh tế, chuẩn bị tài chính để mình chơi. Thì cũng báo với anh em là cái con âm ly này có mức giá tham khảo trên 20 triệu anh em ha, và dưới 25. Rồi thì mình báo như vậy để anh em nào trong tầm chơi thì chuẩn bị trước ha. Rồi ok, con thứ hai hôm nay giới thiệu là con ở dưới, con này là con Fisher 550T. Thì con này Khôi đã làm cái clip rồi, đã quay cái chi tiết bên trong rồi, rất đẹp anh em ha. Thì con Fisher này Khôi cũng đã báo giá luôn rồi, là giá anh em mà chơi là 15 triệu bao ship, thì anh em nào mau lẹ mau mắn và chốt hàng thì có thể Khôi sẽ fix thêm, vì cái sự giao lưu, vì cái sự mau mắn của anh em mang lại cho Liên Audio anh em ha. Rồi đó là con thứ hai. Rồi con tiếp theo, đây con âm ly phía trên này ha, đây đây rất đẹp anh em, con TX100. Thì cũng xin chia sẻ với anh em là cái dòng TX ở trước thì nó là dòng không có receiver, là không có radio, và thứ hai nó là dòng biến thế đạo pha xuất âm anh em ha. Thì những anh em nào mà yêu thích cái sự ngọt ngào mềm mại và cũng như là dùng nó để đánh nhiều cái loa đồng trục toàn dải, loa cổ, thì con này nó đánh hoàn toàn hợp lý, công suất nó 100W anh em ha. Thì các cái dòng biến thế đạo pha xuất âm thì công suất nó sẽ không lớn, nhưng mà nó thiên về cái độ ngọt ngào và độ trong trẻo nha. Thì cái con này thì cũng có cái mức giá hợp lý anh em ha, dưới 15 triệu, dưới 15 triệu nha. Thì anh em nào chơi thì chuẩn bị tiền trước ha, để mình sẽ là
test chất âm, quay clip để anh em chơi nha. Trên 10 mà dưới 15 nằm trong cái mức giá đó. Anh em cứ chuẩn bị tiền, chuẩn bị kinh tế rồi lúc đó liên hệ với Khôi để Khôi chốt giá cho anh em ha. Thì anh em cứ yên tâm là những cái mặt hàng này quen thuộc thì có giá trên thị trường, và những cái con đẹp mà ship từ eBay về thì nó sẽ có cái mức giá nhìn hơn một chút nha. Rồi ok. Thì rất đẹp anh em ha. Đây, lô tiền thì Khôi review cho anh em cùng xem luôn ha. Rất đẹp, rất tuyệt vời. Ok. Đó. Cho anh em xem một con cái vỏ gỗ rất đẹp. Rồi. Đó là con thứ 3. Và tiếp theo thì Khôi sẽ đưa xuống dưới này anh em. Con tiếp theo là con Fisher 450T. Một trong những cái huyền thoại để đánh R2. Thì trong các cái dòng âm ly mà tầm trung mà dưới 20 thì con 450T này là thuộc hàng top ha, được ưu tiên số 1 nha. Thì con này Khôi về cũng là vỏ zin nha. Thì có cái mức giá là dưới 20 nha. Gần 20 luôn nha. Cùng tìm gần 20 luôn nha. Rồi thì con này cũng đã Khôi cũng đã test rồi, hoạt động ok anh em ha. Kể cả radio luôn. Rồi thì anh em yên tâm. Còn trong cái lô này thì có mỗi mình cái con 450T là vỏ zin nha. Còn lại là vỏ làm tại Việt Nam. Rồi cái con cuối cùng trong cái clip ngày hôm nay là con cũng là con huyền thoại luôn, 250TX anh em nhé. Thì con này là rất là quen thuộc rồi. Nó là đàn anh của 250T, cũng là sử dụng 4 sò than Motorola trên vàng, nổi tiếng luôn anh em ha. Thì nó là đối tác quen thuộc của R4 và R2. Thì và một số loa khác anh em có thể dùng nó đến GB rất là hay nhé. Rồi thì Khôi đã chia sẻ xong. Và cái mức giá cho cái con 250T này cũng dưới 20 anh em ha. Dưới 20. Thì anh em cứ chuẩn bị kinh tế trước, và sau đó thì Khôi sẽ lên từng món một thì sẽ báo giá cụ thể luôn ha. Còn hôm nay thì mình sẽ báo cái mức tham khảo như vậy để cho anh em chuẩn bị trước cái đã nha. Rồi thì Khôi xin chia sẻ tiếp một chút là về các cái dòng Fisher thì nó là đối tác số 1 cho R. Thì ngoài ra thì nó sẽ đánh một số cái loa cổ khác rất hay nha. Hay khi anh em mà tìm hiểu về cái nguyên tắc phối ghép, ví dụ như anh em sẽ dựa vào cái dòng loa R thì những cái dòng loa khác như KLH này, Dinaco này hay là FPI này thì nó là đều là sản xuất cùng thời. Như KLH thì cũng là một đối tác, một cũng là một cái công ty gia công cho cả AR nha. Thì nó sẽ có cái sự liên quan với nhau, nên đâu đó thì các cái thành phần cấu tạo của các cái dòng loa đó thì nó cũng gần nhau. Nhưng mà nổi bật nhất là AR thì vì nó là nổi tiếng ha, tiếng bass của nó rất là hay nha. Rồi thì đó là Khôi chia sẻ thêm để anh em cũng nắm được các cái thông tin về cái loa và âm ly để anh em lựa chọn ha. Rồi thì Khôi cũng xin phép kết thúc clip ở đây. Và những anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh YouTube để trước tiên là để ủng hộ cho Lê Khôi Audio, sau đó là để cập nhật nhiều sản phẩm mới nhất mà Khôi đã đăng tải hàng ngày. Tại vì sao? Vì khi anh em đã đăng ký kênh thì các cái sản phẩm mới nhất mà Khôi đăng thì nó sẽ hiển thị trên cái thiết bị của anh em. Khi anh em chọn cái chuông là gọi là chuông báo á, tin nhắn á nha. Đó, thì đó là cái phần mà ưu đãi khi mà anh em là đăng ký nha. Còn những anh em nào mà đã biết tới Lê Khôi Audio rồi, là biết tới các sản phẩm của Khôi đã bán tuyển chọn đẹp và bao hoạt động bao xài, thì anh em cứ mình dàn chốt hàng nha. Nhiều anh em là chia sẻ với anh em là cũng thích lắm rồi nhưng mà cũng phân vân đắn đo để chờ để test. Thì khi mà chờ test lên rồi thì có người khác chốt rồi thì lại tiếc nha. Thì mình khi đã mua, đã đặt niềm tin rồi thì mình cứ yên tâm mà sử dụng. Mà khi mà đó là giống như Khôi bán hai con âm ly Scott 477 thì hai con đó thật sự là Khôi chưa đăng luôn, nhưng mà những anh em đã tin tưởng thì đã chốt hàng khi mà chưa cần xem ruột gan luôn nha. Đó, hoặc là ví dụ như những cái đợt trước có Fisher 395 rồi có là vân vân, thì anh em đã theo dõi thì họ sẽ chắc chắn họ sẽ yên tâm khi mua hàng. Khi mà ví dụ như hàng giới thiệu xong Khôi nói đó, đẹp zin các thứ là họ xuống tiền họ mua luôn nha. Rồi thì qua đây Khôi cũng xin cảm ơn tất cả anh em
đã yêu mến, tin tưởng và ủng hộ suốt thời gian qua. Và xin chúc tất cả anh em một ngày mới tốt lành. Còn anh em nào mà xem được cái clip này vào đêm khuya thì chúc tất cả anh em ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.